tử vi thứ tư ngày 3 tháng 5 năm 2017 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Mùi đường công danh vượng phát, có điềm báo tin vui sắp tới, những kế hoạch mà bạn đề ra được thông qua và đạt được những thành công vang dội. Còn các con giáp khác sẽ chờ đón điều gì? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem bói tử vi thứ tư, người tuổi Tý hôm nay không gặp nhiều thuận lợi. Thương quan chủ mệnh gây bao trở ngại, học hành thi cử kém phần suôn sẻ. Bản mệnh vốn thông minh, tài hoa xuất chúng, song gặp nhiều lận đận trong chuyện học hành. Học tài thi phận dù là chuyện không mong muốn nhưng cũng nên tự xem xét lại bản thân mình. Ý chí không vững vàng kiên định thì dễ bị lung lay trước sóng to, gió lớn. Mẫu thương tinh giáng thế, báo hiệu vận tài lộc dồi dào. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư làm ăn thì đây chính là thời cơ tốt để tiến hành. Tuy nhiên, nên thận trọng tiến từng bước một, chớ nóng vội mà quyết định kém chính xác. Bản mệnh nên chú ý rèn luyện thêm sức khỏe, tuy chỉ là bệnh lặt vặt đau bụng, đau lưng, song cũng không kém phần khó chịu. Mỗi ngày tập chút thể dục thể thao sẽ khiến bạn cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Hôm nay mộc thổ tương xung, chuyện tình cảm của con giáp này có nhiều rạn nứt. Cuộc sống vợ chồng tranh cãi liên miên, dường như sự thấu hiểu không còn được đặt lên hàng đầu mà ai cũng muốn chứng tỏ mình là đúng. Cái tôi quá lớn che lấp đi tình yêu. Bản mệnh vốn là người thích tĩnh không thích động, khá khoan dung nhẫn nại với mọi người. Nhưng đôi khi sức ép từ ngoài xã hội quá lớn bào mòn lòng kiên nhẫn của bạn. Người thân thiết nhất lại trở thành đối tượng khiến bạn trút hết mọi áp lực nặng nề. Hãy cố gắng tự giải tỏa bản thân, giữ tình yêu và sự yên ấm cho gia đình nhỏ của mình. Công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu đang trên đà thăng tiến. Chính ấn cát lành mang tới niềm vui, bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhân duyên tốt, nhờ thế mà bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ vượt qua cơn hoạn nạn. Đó có thể là một trong những điều mà bạn thực sự thấy may mắn trong cuộc đời này. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần hôm nay tâm trạng thoải mái, thần tài ghé thăm khiến bạn không khỏi mừng vui. Chuyện làm ăn suôn sẻ bất ngờ, lợi nhuận thu về rất đáng kể. Có vẻ uy tín và chất lượng của sản phẩm đang phát huy lợi thế. Bạn không cần quảng cáo quá nhiều mà khách hàng thấy tốt nên giới thiệu cho nhau, tự tìm đến đặt hàng. Dần công sở có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp. Dự án mà bạn đang tham gia đã giành được những thành công bước đầu. Công sức bạn bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Chắc chắn phần thưởng mà bạn nhận được không hề nhỏ chút nào. Tuy nhiên, trong ngày dần hỏa tương hình, bạn nên chú ý hơn hết về việc kết giao bạn bè. Bạn bè có nhiều loại, có người thực sự tâm tốt với mình, có người lại chỉ vì tiền tài, danh vọng hay có âm mưu gì đó mới tỏ vẻ thân thiện bên ngoài. Tỉnh táo, mở to hai con mắt, chớ bị vẻ bề ngoài bóng bẩy của trái táo độc đánh lừa. Xem bói tử vi hàng ngày, hỏa vượng khiến bạn đôi lúc không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, dễ cáu kỉnh với mọi người. Những người thân quen hiểu và bỏ qua cho bạn, nhưng với những người không có mối thân tình thì rất dễ lại để lại ấn tượng xấu với họ. Hãy chú ý thư giãn và giữ tâm trạng thoải mái đi nhé. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Những chuyện không may của người tuổi Mão trong ngày hôm nay qua tử vi thứ 3 ngày 2 tháng 5 năm 2017 đã không còn nữa. Thứ tư này, tam hội cục nâng đỡ cho quý nhân đến giúp đỡ bạn vượt qua những khó khăn trước mắt, công việc bớt dần đi áp lực, mọi chuyện dần đi vào khuôn khổ. Tài lộc của con giáp này hôm nay cũng rất tốt đẹp, chính tài chiếu mệnh, bạn buôn may, bán đắt, lợi nhuận tăng vùn vụt, đi làm thì lương thưởng cũng khá như ý. Bạn được cấp trên đánh giá cao tài năng của mình nên chuyện tăng lương, thăng chức cũng không còn xa nữa. Thêm vào đó, nhờ cần cù, tiết kiệm nên con số trong tài khoản của bạn giờ cũng đã là một tài khoản kha khá, đủ để lo một số chuyện quan trọng sắp tới. Có điều, đôi khi bạn vẫn đang quá hài lòng với bản thân mình mà thiếu đi tinh thần tiến thủ. Bạn cảm thấy cuộc đời đủ tươi đẹp, sự nghiệp đủ công thành công nên muốn ngừng lại và hưởng thụ. Nhưng có khi nào bạn nghĩ rằng khi bản thân không còn khẳng định được giá trị của mình nữa thì dù là du lịch hay mua sắm cũng chẳng thể thỏa mãn bạn nữa, đúng không? Bản mệnh nên chú ý hơn về sức khỏe, đặc biệt để ý các bệnh về thận.
nên đi khám sức khỏe thường niên, chớ để khi bệnh phát nặng mới nhận ra thì đã quá muộn. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Ngày thiên ấn giáng mệnh, người tuổi Thìn khôn khéo và nhiều mưu lược. Điều này được thể hiện trong lĩnh vực và bạn đang giúp rất nhiều khi ra ngoài đời công việc. Công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, bạn lên như diều gặp gió. Nhiều người cho rằng đó là nhờ may mắn, nhờ bạn có người chống lưng, nhờ gia thế khủng đứng phía sau. Chỉ bạn mới biết được thành công ngày hôm nay có được là do mình đã đánh đổi những thứ gì. Chẳng có ai không cho ai không cả. Cũng chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Nhờ có cố gắng và nỗ lực không ngừng mà bạn đi đến được nơi này. Mộc thổ tương khắc, xem bói tử vi 12 con giáp thì hôm nay chuyện tình cảm của bạn không được thuận lợi cho lắm. Bạn đã có người trong mộng, nhưng trước đó vì nhiều lý do mà bạn ngần ngại chưa dám tiến đến. Giờ sự nghiệp và công danh đã có phần vững vàng, bạn muốn trở lại tìm người ấy, nhưng thời gian chẳng chờ đợi được ai, cũng chẳng ai đứng mãi một chỗ chờ đợi một người không lời hứa hẹn. Tuy nhiên, cũng đừng quá muộn phiền, tình duyên chưa đến không phải là sẽ không bao giờ đến. Người ấy không đi được với bạn trên đường đời là vì duyên chưa tới, một nửa của bạn đang chờ bạn ở một nơi nào đó. Hãy lạc quan và vui sống, tận hưởng từng phút giây trong cuộc đời này nhé. Làm việc căng thẳng rất dễ bị đau dạ dày, bản mệnh nên nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ, đừng chủ quan, nghĩ bệnh tật tới với mình là mà lơ là sức khỏe. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi ngày 3 tháng 5 năm 2017, dần Tỵ hình hại, bản mệnh nên cẩn thận, thận trọng trong từng quyết định đưa ra. Kẻ tiểu nhân vẫn luôn đố kỵ với thành công của bạn và âm mưu hãm hại. Thất sát giáng trần, điềm hung báo trước, những gì xứng đáng là của mình thì chẳng ai tranh giành được. Dù cuộc đời nhiều hiểm ác, cạm bẫy muôn nơi, nhưng bạn hãy giữ tâm thế bình an, tránh xa những chuyện tranh quyền đoạt lợi, chớ mạo hiểm bản thân vì những cái lợi trước mắt. Bạn đang có gia đình yên ấm và cuộc sống hạnh phúc, cha mẹ khỏe mạnh là niềm vui của con cái. Nếu cha mẹ có núp dục bạn chuyện hôn nhân thì cũng là vì mong muốn bạn có được tổ ấm riêng của mình, mong rằng bạn sẽ có được hạnh phúc đủ đầy. Tình cảm của bạn và người ấy đã trải qua một quãng thời gian dài, hai bạn cũng đã khá thấu hiểu nhau, tình yêu cũng ngày càng nồng đượm theo năm tháng. Nếu không có gì khúc mắc quá lớn, hãy thử nghĩ tới việc tính chuyện trăm năm. Khi hai con tim cùng chung nhịp đập thì sẽ chẳng có gì là khó khăn không thể vượt qua. Có một người ở bên cạnh động viên và yêu thương không rời sẽ giúp bạn có thêm nhiều động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Theo tử vi thứ tư của 12 con giáp, bán hợp cục trợ lực cho bản mệnh phát tài phát lộc, người kinh doanh, buôn may bán đắt, người làm công ăn lương thì lương thưởng tăng lên. Chính quan che chở, công việc diễn ra đúng như kế hoạch, bạn có một ngày khá thảnh thơi, tinh thần trách nhiệm cao, khiến bạn dù có thế nào cũng cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Trong làm ăn, uy tín được đặt lên hàng đầu, tôn chỉ đó khiến bạn được nhiều người tin tưởng và chuyện hợp tác theo đó vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, ngày cửu không kỵ xuất hành, nếu có việc đi xa, hãy cẩn trọng hơn, chớ đi một mình đến nơi hoang vắng, cũng hạn chế ra ngoài khi đã khuya muộn. Ngoài ra, bản mệnh cũng chú ý hơn về sức khỏe, nhất là về mắt. Thời gian nghỉ ngơi không đủ, bạn hãy sử dụng điện thoại và máy vi tính quá nhiều khiến mắt mệt mỏi, nên ăn những thực phẩm tốt cho mắt, bổ sung vitamin từ thiên nhiên như cà chua, bí đỏ, cá, cà rốt. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Xem bói tử vi ngày 3 tháng 5 năm 2017, người tuổi Mùi đường công danh vượng phát, có điềm báo tin vui sắp tới. Ngày chính ấn soi đường, những kế hoạch mà bạn đề ra được thông qua và đạt được những thành công vang dội. Mức tín nhiệm đối với bạn cũng theo đó mà tăng lên, sự nghiệp có những bước tiến mạnh, bạn dường như đang bước trên thảm hoa hồng. Tuy nhiên, bạn là người có lòng tự trọng cao và tính cách có phần bảo thủ. Điều này đã từng khiến bạn mất đi khá nhiều cơ hội thăng tiến trước đây. Với cơ hội lần này, hãy nhanh tay nắm bắt, chớ để nó vụt qua.
Khi đã biết rõ nhược điểm của mình, việc của chúng ta là nhìn nhận đúng đắn và đề ra mục tiêu khắc phục nó, loại bỏ nhược điểm sẽ chẳng còn gì ngăn cản bạn trên con đường tiến tới thành công. Ngũ hành thổ mộc tiêu hao, tình yêu của bạn gặp nhiều trắc trở, dù hai bạn thực lòng yêu thương nhau nhưng dù có quá nhiều thứ ngăn cản các bạn đến với nhau. Địa vị xã hội khác biệt, gia đình ngăn cấm, tuổi tác xung khắc, có rất nhiều người đã gặp phải những điều này nhưng tình yêu đã nâng bước họ vượt qua tất cả và nên duyên đôi lứa. Hãy cân nhắc xem điều bạn thực sự mong muốn là gì, ai là người bạn thực sự cần có trong đời và đấu tranh để giữ được người ấy bên mình nhé. Con số may mắn 3, 10, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Hôm nay theo tử vi thứ tư thì bản mệnh gặp phải cục diện dần thân tương xung, hiểm nguy rình rập nên cẩn trọng đề phòng tai họa bất ngờ ập xuống. Trên đời này chẳng ai cho không là không cần bạn bè, họ chính là những người anh em mà tự tay chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên, cũng có những người đến bên ta vì mưu đồ xấu, hoặc ban đầu họ hoàn toàn thật tâm thật ý đối tốt với ta, nhưng tới một phút nào đó, vì lý do chủ quan hoặc khách quan mà họ thay lòng, dắt tâm bội phản. Tỷ kiên xuất hiện, người tuổi Thân có họa bạn bè phản trắc. Có lẽ chúng ta thường quá tin tưởng những người bên cạnh mình nên hiếm khi nghĩ tới chuyện họ lại chính những là những người đâm sau lưng ta. Song, chẳng vì thế sợ bị phản bội mà ta tự khép mình, không để ai tới gần. Tâm hại người chớ nên có, nhưng đừng quên tâm phòng người. Chỉ cần nhắc nhở thế là đủ, hãy tiếp tục cuộc sống của mình. Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường, chuyện gì nhất định phải xảy ra thì khó có thể tránh được. Bản thân ta sống tốt, chẳng phải sợ hãi điều gì, bởi trời có mắt, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo mà thôi. Thứ tư này, thiên mã lưng đỡ. Đây là cơ hội thích hợp cho bạn tiến hành giao dịch hay ký kết việc làm ăn. Cát tinh sẽ hỗ trợ bạn làm ăn phát đạt, quý nhân giúp đỡ, chuyện kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, xuôi chèo mát mái, tài lộc đầy kho. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Ngày kiếp tài rình rập, người tuổi Dậu cột ngày không mấy yên ả. Mọi chuyện bị xáo tung lên, bao công sức thời gian của bạn đổ xuống sông xuống biển, có kẻ bất nhân đứng giữa đường xuất hiện tranh lợi đoạt tài. Song cũng vì thế mà đừng buồn bã hay tự trách bản thân, tiền tài mất đi có thể làm lại được, hơn nữa bản thân bạn có thực tài chẳng phải lo, không có trốn dung thân. Chỉ cần bạn giữ được bình tĩnh, tiếp tục giữ lòng nhiệt tình và hăng say trong công việc thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ khẳng định được mình. Cát tinh nguyệt đức soi đường, thất bại lần này không phải là dấu chấm hết. Giữa cơn giông tố, bạn vẫn có người tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ vượt qua khó khăn này. Đó có thể chính là quý nhân của bạn trong sự nghiệp sau này. Theo tử vi thứ tư, kim mộc tương khắc, vợ chồng bạn đang có chút mâu thuẫn nho nhỏ. Dù là có khắc khẩu, nhưng thực tâm hai bạn vẫn luôn yêu thương nhau. Chỉ cần hạ bớt cái tôi của mình để yêu thương dẫn lối thì gia đình sẽ yên ấm cả thôi. Cổ nhân đã dạy, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. Hãy nhớ điều này mỗi khi định tranh cãi với người ấy nhé. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Việc mà người tuổi Tuất cần ghi nhớ ngày hôm nay chính là kiên nhẫn nhiều hơn. Lâm tượng tam hợp hỏa cục, bản mệnh giành được những thành công bước đầu trong công việc, mọi chuyện dần trở nên suôn sẻ, xuôi chèo mát mái. Dục tốc bất đạt, chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu như thế. Mọi chuyện đều cần thời gian và phải đi đúng lộ trình của nó. Đừng đốt cháy giai đoạn để rồi sôi hỏng bỏng không. Tuy bạn có năng lực, khả năng thực hiện công việc cũng không tồi, nhưng có thể do tâm lý không vững vàng, hấp tấp, nóng vội khiến hậu quả của công việc không được cao như mong đợi. Chỉ cần bạn khắc phục được điểm yếu này của mình thì chắc chắn sẽ giành được kết quả như ý muốn. Thành công ngày hôm nay cũng là nhờ do bạn đã kịp nhận ra khuyết điểm của mình và để tâm cải thiện bản thân. Ngày chủ hành thổ bị mộc khắc chế, bản mệnh dễ mắc bệnh về đường ruột, tiêu hóa không được tốt, khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống không được ngon miệng. Nên sớm đi khám để tìm ra nguyên nhân và kịp thời chữa trị. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi.
Tử vi thứ tư báo hiệu một ngày tràn ngập tình yêu đang chờ đón người tuổi Hợi. Xem bói tử vi 12 con giáp, ngày lục hợp tốt lành nên đào hoa cũng nở rộ. Bạn có nhân duyên khá tốt, tuy không có tài ăn nói nhưng bạn rất tinh ý nhận biết buồn vui của người đối diện, an ủi họ khi buồn, chia sẻ thêm niềm vui. Nhờ thế mà bạn bè yêu quý bạn, đồng nghiệp cũng tin tưởng tâm sự mỗi khi cần. Nếu còn độc thân, ngày hôm nay có thể sẽ có người giới thiệu cho bạn mối duyên lành. Đó cũng có thể là người mà bạn tình cờ gặp gỡ vì công việc. Những ấn tượng tốt đẹp ban đầu là cơ sở để các bạn phát triển mối quan hệ về sau. Với các bạn đã có tình yêu, thứ tư này là ngày thích hợp để đưa người kia về ra mắt với người thân hoặc tụ họp với bạn bè. Với cái nhìn khách quan của những người ngoài cuộc, họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng đắn. Tuy nhiên, quyết định vẫn luôn là của bạn, chớ vội lung lay bởi ý kiến của người khác. Thực thần che chở nên tài lộc của bạn khá tốt, tuy không đến mức tiền bạc rủng rỉnh thừa thãi nhưng cũng đủ để chi tiêu. Đặc biệt, nếu bạn là người kinh doanh buôn bán thì hôm nay khá thích hợp để tiến hành mở rộng quy mô và đầu tư sang những lĩnh vực mới. Trực phá chiếu mệnh, người tuổi Hợi nên chú ý các bệnh về đường ruột, ăn uống thất thường, lo lắng quá độ, suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến sức khỏe của bạn đi xuống, đặc biệt ảnh hưởng đến dạ dày và tiêu hóa. Hãy giữ tâm thế thoải mái, chớ để đến lúc không còn sức khỏe mới hối hận thì đã muộn. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.